Các bạn thân mến, trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái công cụ Pen Tool. Đây là một trong những công cụ rất mạnh của Photoshop trong việc thiết kế đồ họa cũng như là chỉnh sửa ảnh. Thế thì công cụ Pen Tool này được các chuyên gia về Photoshop sử dụng rất nhiều, đặc biệt là trong cái công việc mà chúng ta tách một cái hình ra khỏi nền thì công cụ này được sử dụng rất nhiều. Trước hết tôi xin giới thiệu về công cụ này. Ở đây chúng ta sẽ khi mà chọn công cụ này, chúng ta nhấn nút phím P hoặc là chúng ta kích chuột vào cái icon có cái ngòi bút ở đây này. Đấy. Ở đây chúng ta có hai cái lựa chọn, đó là Save và Path. Thường thường chúng ta dùng Path nhiều hơn là Save. Tôi sẽ giới thiệu Save trước. Save này thì đầu tiên là chúng ta lựa chọn cái màu sắc cho nó. Đấy. Để làm thì cái công cụ Save nó có tác dụng như thế này. Ví dụ như bạn vẽ cái điểm thứ nhất, sau đó là chúng ta click chọn điểm thứ hai, sau đó đến khi bạn chọn điểm thứ ba thì lập tức là cái hình vẽ này mà chúng ta vừa lựa chọn màu này nó sẽ hiện lên ở đây. Đúng không? Và đồng thời một cái layer mới được tạo nên ở chỗ khu vực này. Rồi các bạn click tiếp thì nó cứ kích đến đâu thì cái màu nó sẽ được đổ ra đến đó. Cái công cụ này thì cũng ít được sử dụng. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu sang cái phần đó là chúng ta sử dụng cái đường path. Path là một trong những cái công cụ, tức là được làm một trong những lựa chọn nhiều nhất trong cái việc mà chúng ta xử lý hình ảnh. Công cụ Path sẽ được sử dụng như sau. Thứ nhất là chúng ta cũng cứ click điểm đầu tiên, sau đó click điểm thứ hai, chúng ta sẽ được một đường thẳng. Nếu như nhấn giữ phím Shift thì chúng ta sẽ được một cái đường thẳng không độ, đúng không? Nếu như chúng ta có thể, nếu nhấn giữ phím Shift thường thường là 0, 15 độ, 45 độ, 30 độ như kiểu trong toán học. Tiếp theo, nếu như nhấn giữ phím, chúng ta nhấn tiếp cái nút tiếp theo mà chúng ta giữ chuột thì nó và kéo như này thì nó sẽ tạo cho chúng ta một đường cong. Nếu chúng ta kéo về phía đằng này thì nó cong ra ngoài này, mà kéo về phía ra đằng này thì nó sẽ cong về phía trong. Đấy, các bạn chú ý này, kéo về phía này thì nó cong, còn kéo ngắn thì nó sẽ cong ít, mà kéo dài ra thì nó cong nhiều, đúng không? Đây là một trong cái công cụ rất là mạnh, cho nên là chúng ta lựa chọn hình ảnh nó rất dễ dàng chỗ đó. Đấy, đấy là đó là khi mà chúng ta sử dụng cái nhấn giữ là như vậy. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ Pen Tool này thì bao giờ chúng ta cũng tay luôn luôn nhấn vào hai nút, hai phím, đó là phím Ctrl và phím Alt. Nếu như chúng ta nhấn giữ phím Ctrl thì chúng ta có thể nhấc cái điểm này, tức là chúng ta có hoàn toàn có thể di chuyển cái vị trí của cái vị trí lựa chọn mà chúng ta vừa làm xong, đồng thời vẫn nhấn giữ phím Ctrl, các bạn có thể xoay và điều chỉnh cái đường cong này làm sao cho nó hợp lý theo cái ý muốn của mình, đúng không? Đấy, chẳng hạn điều chỉnh cả hai đầu, đúng không? Các bạn có thể điều chỉnh như thế nào đó để cho nó theo cái ưng ý của mình. Vấn đề thứ hai nữa là cái phím phím Alt. Nếu như chúng ta khi mà chúng ta nhấn giữ phím Alt mà đưa chuột vào đây thì các bạn thấy là một cái vòng này xuất hiện. Đấy, và chúng ta có thể kéo và đưa các cái vị trí của nó về cái vị trí mà chúng ta cần ấy. Thực ra cái vị trí này hết sức là quan trọng. Đây tôi lấy ví dụ, chẳng hạn tôi để vị trí này. Nếu như chúng ta vẽ cái đường path nó ra đằng này, đây tôi nhấn vào đây, thì ngay lập tức là chúng ta thấy là nó đã xuất hiện đường cong mà không cần phải di hay làm gì cả. Đấy, chẳng hạn như vậy. Thế còn nếu như tôi nhấn ra đằng phía đằng này, nhấn ra đằng phía đằng này thì nó lại cong ra đằng này, đúng không? Thế cho nên là tác dụng của cái phím Alt là thường là chúng ta sẽ sử dụng nó trong cái việc này, đúng không? Rồi là chúng ta di chuyển đây. Rồi là nếu như chúng ta đưa chuột về phía đây, đúng không? Thì chúng ta thấy là nó sẽ thêm một cái nút ở đây, đúng không? Và hoàn toàn các bạn có thể điều chỉnh được. Đấy, chẳng hạn như này, nhấn phím Ctrl đưa lên và hoàn toàn có thể tạo được đường cong. Còn khi mà chúng ta
để cái tích dấu ở đây thì chúng ta cũng thấy là cái dấu cộng nó xuất hiện ở đây rồi, đúng không? Tích dấu ở đây này thì không cần phải nhấn phím Ctrl, chúng ta có thể tạo thêm một cái đường ở đây và chúng ta có thể di chuyển, đúng không? Đấy, thì khi mà nhấn giữ chuột nó giống như là kiểu là chúng ta thêm một cái nút mới và có thể di chuyển theo cái đường cong mà chúng ta cần. Đấy, đấy là các cái tác dụng của nó. Thế còn bình thường khi mà chúng ta không nhấn giữ gì mà nếu mà đưa chuột vào chỗ này thì nó thêm này, còn nếu mà đưa chuột vào đây thì nó sẽ hủy bỏ cái nút này đi, đúng không? Đấy, thì nó giống như là tác dụng ở trong này. Thì các bạn thấy có một nút cộng và nút trừ và nút convert point to này chính là cái nút mà chúng ta nhấn giữ phím Alt. Cho nên là với các cái phím tắt là Ctrl và Alt hay là còn gọi là phím Alt ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được các cái đường path này theo ý định, theo cái ý muốn của mình. Đấy, thế còn bây giờ thì tôi sẽ lấy một cái hình ảnh cụ thể để chúng ta sẽ thực hành chọn một cái hình ảnh. Tôi lấy một cái hình ảnh bất kỳ, chẳng hạn tôi mở open trong máy tính thôi, chẳng hạn tôi lấy một cái hình này chẳng hạn. Đấy, bây giờ vấn đề của tôi là muốn tách cái hình ảnh của cái đôi này ra khỏi hình nền bằng cái đường path. Thì chúng ta làm như sau. Trước hết các bạn nhấn vào phím Alt và sau đó là di chuyển con chuột ấy, di chuyển con chuột. Đây là tức là chúng ta nhấn vào cái nút ở giữa, tức là cái nút xoay ấy. Đấy, thì khi mà chúng ta nhấn lên thì nó sẽ to ra như này, còn nếu mà chúng ta nhấn xuống thì nó sẽ nhỏ đi như này. Đó. Và chúng ta không nhấn giữ phím Alt mà kéo lên kéo xuống thì nó sẽ di chuyển lên trên hoặc xuống dưới. Thì bây giờ chúng ta di chuyển xuống dưới và cho to lên để chúng ta vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn này. Điểm đầu tiên tôi đặt ở đây, điểm thứ hai này thì chúng ta sẽ uốn cong một chút, đúng không? Để cho nó lấy được cái đi vào bên trong, đúng không? Bởi vì ở đây nó có sẵn cái đường cong đây này. Đấy, cho nên tôi để cái chuột ở đây. Đấy, các bạn thấy là cong ra ngoài cái thì nó cong luôn vào đây. Nếu mà các bạn dùng quen rồi thì có thể là thậm chí có những đường cong chúng ta có thể tự xác định được và có thể làm được luôn, đúng không? Đấy, sau đó là nhấn giữ phím Alt này, đưa nó vào đây về vì phía trước của chúng ta là đường thẳng. Đấy, nó vẫn hơi cong một chút, đúng không? Đấy, sau đấy nhấn giữ Alt luôn để chúng ta đưa chuột nó vào đây. Đấy, đây chỗ này nó hơi thẳng rồi, đúng không? Đây, cái đường cong này thì chúng ta sẽ xử lý là uốn cong này. Đấy, phải kéo dài ra bởi vì là cái cong của chúng ta lấy, các bạn lấy đừng lấy dài quá. Những cái đường thẳng thì chúng ta không nói, nhưng mà những cái đường cong thì chúng ta cẩn thận, nếu không là nó sẽ mất cái hình ảnh. Đấy, tôi sẽ chọn này. Chỗ này thì chúng ta sẽ lấy luôn lên trên này, tận trên này luôn, đúng không? Đấy, rất khó đúng không? Lại phải cho nó dài ra. Được trên thì hỏng dưới, mà được dưới thì hỏng trên. Thôi cắt bớt cái hình ảnh của cô này đi một tí cũng được, đúng không? Chúng ta di chuyển dưới, đây nó mất một đoạn con, đúng không? Đây chẳng hạn như vậy. Đây tôi sẽ hành được, các bạn nhìn thấy này. Đấy, cong này. Đấy, sau này Alt này, kéo ra đây. Đấy, đến cái tóc của anh này ta cắt bớt đi. Đấy, bởi vì những cái tóc này nó vướng ra ngoài cho nên là sau này nếu mà lấy vào hình thì nó hay bị hỏng. Đấy, chỗ này có thể cắt vào đây, cắt ra đây. Những cái điểm nhỏ này chúng ta đành làm, những cái lúc bất đắc dĩ rồi thì chúng ta mới phải chọn những điểm nhỏ kiểu như này. Đấy, đây chỗ này là nó là cái đường cong này. Đấy, chúng ta uốn này, tiếp tục nhấn giữ Alt đưa nó về chỗ cũ, đưa về cái điểm kia. Đó, vòng qua mắt này. Đấy, lại đưa chuột về chỗ cũ. Đó, lấy một điểm nhỏ nhỏ ở đây. Đấy, cái gương mặt này. Đấy, chúng ta uốn thật khéo để cho lấy vừa đủ của phần này. Đó, lại đưa chuột về đây. Đấy, xuống dưới cằm này. Chỗ gương mặt thì có lẽ chúng ta, các bạn chú ý là làm tỉ mỉ một chút, nếu không nó sẽ hỏng mất.
hỏng quần áo cũng được, hỏng gương mặt thì nó sẽ hỏng mất hình. Ở chỗ này nó là đường thẳng, chúng ta thẳng pass xuống thôi, đúng không? Đây chúng ta sẽ lấy xuống đây. Đấy. Nhấn giữ ALT đưa lại về chỗ cũ này, nó hơi cong lên tí mà cho nên là chúng ta chỗ này nó còn nhấn vào đây. Đấy, đúng không? Đây chúng ta lấy hẳn xuống dưới này đi. Đây có một cái đường cong này. Tỉ mỉ mẩn quá nhưng chỗ quần áo này cũng không cần thiết đâu. Lấy thẳng xuống đi. Đó. Chỗ này cả hơi hơi cong lên một chút này. Đấy. Lại cuốn dài ra. Thôi, lấy như này đi. Không là nó sẽ bị hỏng mất hình. Chúng ta nhấn vào cái nút khi mà chúng ta đưa về cái đường path, về cái đường cuối cùng bao giờ nó lên đường tròn này. Thấy chưa? Đấy, có một hình tròn nhỏ nhỏ. Click vào đây, xong. Sau khi xong thì để mà chọn thì chúng ta sẽ click lại vào cái công cụ pen tool này, sau đó nháy chuột phải này, chọn vào đây là mix selection, thì các bạn thấy là một cái bảng thoại hiện ra. Thì trong cái phaser diode này thì thường thường chúng ta lấy 0.5 hoặc 1, thường thường là người ta chỉ để khoảng 0.5 này hoặc là để 1 đi, đúng không? Bởi vì cái phaser này nó sẽ làm cho cái đường path của chúng ta, cái đường chọn của chúng ta nó sẽ mềm mại hơn. Chúng ta nhấn OK thì các bạn thấy là toàn bộ cái hình vẽ này đã được lựa chọn, đúng không? Có hai cách, một là chúng ta nhấn Ctrl Enter. Nếu mà nhấn Ctrl Enter thì lập tức là xin lỗi, vừa nãy còn cái đường path cơ. Tôi để lại đường path này. Nếu mà các bạn nhấn Ctrl Enter thì nó cũng sẽ tạo lên cái đường như này. Còn nếu mà chúng ta nháy chuột phải thì nó sẽ ra cái này. Nếu mà Ctrl Enter thì nó không có cái feather. Còn nếu mà nháy chuột phải thì nó sẽ xuất hiện cái mix selection để cho chúng ta lựa chọn cái feather này. Thì nó, các bạn nên dùng feather bởi vì là có cái sự lựa chọn này, nó sẽ làm cho cái các cái sau khi chúng ta cắt hình nó bao giờ nó cũng mềm mại hơn. Đấy. Cái cách thứ nhất là chúng ta có thể copy, đúng không? Cái thứ nhất là chúng ta có thể copy này, chọn là edit này. Sau đó là chúng ta chọn copy này, đúng không? Tôi sẽ mở một cái file mới lên. Đây chẳng hạn như là đấy, thì nó đã xuất hiện theo đúng cái hình này rồi. Và chúng ta chỉ cần nhấn Ctrl V hoặc Edit Paste vào đây thì cái hình ảnh mà chúng ta vừa cắt xong nó sẽ nằm gọn trong khu vực này. Ctrl T này. Và chúng ta đã có một cái hình ảnh ở đây. Được chưa? Đấy, cắt để đưa đi chỗ khác. Thế cái cách thứ hai là chúng ta làm thường thường là chuyên nghiệp thì không ai người ta lại copy xong paste kiểu như vậy, mà chúng ta lên chọn Select, chọn Invert để cho nó chọn bao vùng chọn ra bên ngoài. Sau đó chúng ta nhấn phím Alt và click vào nút Path này. Đấy, thêm tức là chúng ta chọn cái lớp layer mask này, thì cái lớp này nó có một lớp mặt nạ này, thì nó sẽ có cái tác dụng là các bạn nhìn thấy cái vùng trắng này có nghĩa là vùng chúng ta được chọn đây, còn nếu mà vùng đen có nghĩa là vùng bên ngoài. Cho nên khi mà chúng ta dùng công cụ Boost này thì chúng ta có thể xóa bớt các cái hình ảnh này đi. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy. Thế còn nếu mà chúng ta muốn thêm lại, chúng ta cần đổi đầu trắng rồi, chúng ta thêm lại cái thì lập tức là toàn bộ cái khu vực này nó sẽ được thêm lại ngay lập tức, đúng không? Đấy, cái tác dụng của lớp mặt nạ như vậy. Thì sau này có một cái video khác thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái vấn đề về lớp mặt nạ được sử dụng như thế nào. Vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cái công cụ pen tool, một cái công cụ rất mạnh trong Photoshop để chúng ta có thể chọn. Và ở đây tôi lấy một cái ví dụ thực hành, đó là chúng ta dùng pen tool trong cái việc là tách hình ảnh ra khỏi nền. Video của chúng tôi xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi.